Xác định cái nào là valid, là cái suy diễn hợp lệ đó các bạn. Nếu mà cái này mà tăng lên thì cái này đi xuống. Nếu mà cái này đi xuống thì cái này là unhappy. Do đó nếu cái này đi lên thì cái này là unhappy, đúng không các bạn? Hả? Đúng phải không? Nó là tam đoạn luận đúng không nhỉ? Ok, là cái một đúng. Thì cái hai, nếu bạn gửi tôi email thì tôi viết xong chương trình. Nếu bạn không gửi tôi email thì tôi đi ngủ sớm. Nếu mà tôi đi ngủ sớm thì tôi sẽ thức dậy rất là khỏe. Do đó nếu mà tôi không viết xong cái chương trình thì tôi sẽ dậy rất là khỏe. Các bạn chọn sao? Cái gì? Nếu mà tôi không hoàn thành chương trình các bạn nhà thì các bạn sẽ là không gửi email đúng không ta? Bởi vì nếu gửi email thì tôi đã xong cái chương trình rồi. Do đó là sẽ không gửi email, không gửi email thì tôi đi ngủ sớm. Vậy hai vẫn true đúng không nhà? Ok, ba thì sao? Nếu bạn làm bài tập hết trong quyển sách này thì bạn sẽ pass. Chúng ta biết rằng là bạn ấy đã pass, do đó bạn ấy đã làm xong thì có đúng không các bạn? Chưa chắc. Chưa chắc lắm, bởi vì A chia ra B không có nghĩa là B chia ra A các bạn nha. Do đó cái đáp án đúng trong cái câu này là 1A và 2A, được chứ? Mọi người vào trong đại học thì sống ở ký túc xá, mày này không sống ở ký túc xá, do đó là không enroll đúng nha. Ok, luật phủ định đúng không ta? Đã enroll cái đại học rồi thì phải sống trong ký túc xá, mà này chưa bao giờ sống trong ký túc xá, do đó chưa enroll đúng không nha. Vậy là cái một là có vẻ có lý chứ nha, đúng không? Cái một có lý. Ok, cái thứ hai sao? Một cái xe hơi tiện lợi thì là lái rất là sướng đúng không nha. Mà xe của này không phải là cái xe tiện lợi lắm, do đó xe của này không sướng lắm để lái, đúng không các bạn? Tức là xe tiện lợi thì tức là A chia B không có nghĩa là không A chia ra không B, được không nha? Thì cái chỉ có cái một là ok thôi đúng không nha? Ủa, cái hai là không có valid đúng không các bạn? Ok, trong logic nói đúng là đúng nha, chứ không phải là lúc đúng lúc sai là không được. An là cái số hạng của cái dãy số này. Ok, tìm hai cái số hạng tiếp theo của nó thì các bạn phải viết quyết định quy luật của nó. Quy luật của nó là gì các bạn nhỉ? Tổng hai số ra số hả? Này giống dãy Fibonacci vậy ta, đúng không? Với 3 với 4 ra mấy? Thì là 7 đúng rồi, 7, 4, 11, 7, 11, 18. Vậy cái này là 10, 19 phải không? 29 đúng rồi, 29 với 47 đúng không ta? Ok, tốt quá các bạn. Câu tiếp theo, A là cái tập ABC. Vậy cái power set của A là có 8 phần tử đúng không ta? Đúng rồi, tốt quá các bạn. Vậy thì là cái A là đúng đúng nha. Cái A là true. Các bạn cứ gạch tạm ở đây được chưa? Bây giờ coi cái dưới. Cái tập hợp có một phần tử A nó có thuộc cái tập A hay không? A là tập hợp và cái này là tập hợp, thì đối với hai tập hợp với nhau thì cái khái niệm này không hợp lý các bạn nha, là true và false. Chứ mình viết cái chữ A nhỏ mà thuộc cái tập A thì đúng, còn mình nói là cái tập hợp mà có cái chữ A nhỏ thì nó là tập hợp con thôi, chứ không phải là cái phần tử của tập hợp. Câu tiếp theo, chọn một cái nào đúng trong cái này. Đây là những cái chuỗi thôi các bạn nha. N bình phương các bạn còn nhớ không? Vậy là nhân thêm 2N cộng 1 và chia cho mấy? Chia 6, vậy là 1 đúng nha. Được không? Hai cái đúng không? 1 đấy là n là bằng n nhân n cộng 1 chia 2 đúng không các bạn? Đúng. Đúng, vậy là cái đáp án trong trường hợp này phải là gì? Cái tổng từ 2 đến 99 nè, hồi nãy các bạn hỏi mình nè. Tức là tổng từ 1 đến 99 sau đó cộng cho mấy? Trừ cho 1, được không ta? Mình thêm 1 bớt 1. Để chi? Để cái tổng này của mình á, là công thức hồi nãy các bạn thấy nha. Là 999 nhân cho mấy? Nhân cho, đúng rồi, 1000. Chia cho mấy? Chia cho 2, đúng rồi các bạn. Thì mình mượn cái công thức đó để mình rút ra, rút vô, mình thêm bớt. Vậy là cái này nè. Cái tập hợp những cái số N là một cái số nguyên between 10 và 20. Thì đây các bạn là cái tập gì? Đếm được không? Đếm được. Ok, tìm cái hàm ngược của cái hàm là Y bằng hay cộng 3. Thì các bạn rút ra là cái X bằng mấy? X bằng mấy? Y, các bạn cứ để vậy đi, Y trừ cho 3, chia cho 2, được không nha? Nhưng mà khi người ta lười thì người ta có thể viết là cái hàm này thành là Fx, là bằng cái gì đây nha? X hay Y, cái điều đó không quan trọng lắm các bạn nha, nó chỉ là cái biến số và nó có thể là cái gì cũng được các bạn. Thì lấy trừ 3 chia cho 2 đúng chưa ta? Ủa không có X trừ 3 chia cho 2, không có các bạn.
À, nó lại rồi. Cái độ phức tạp trong trường hợp tồi nhất các bạn nha, trong trường hợp xấu nhất của binary search. Binary search có nghĩa là mỗi lần thì chúng ta chia đôi các bạn nha, và chúng ta tìm bên này hoặc là bên kia. Trong trường hợp tồi tệ nhất cứ là các bạn phải lấy nửa bên này hoặc nửa bên kia, ví dụ nửa này, xong cái nó lấy tới nửa này, xong cái ví dụ nó nửa này. Vậy là nó cứ tồi tệ nhất có nghĩa là gì các bạn? Nó search và nó không có file lắm các bạn nha. Nó không có. Không có thì tối đa là bao nhiêu lần các bạn? Cứ mỗi lần chia đôi mà nó giảm thêm lục lóc. Rồi ok. Để cho một cái dãy mà muốn tìm được cái maximum của nó các bạn thì các bạn phải tốn bao nhiêu? ON. ON không. Ủa nhưng mà tùy, lỡ cái dãy nó được sắp tăng dần thì tìm maximum nó tốn bao nhiêu? 1. Đúng nha. Nhưng ở đây chúng ta là trong trường hợp general thì không ta. Rồi. Cho cái bit O lớn các bạn nha. Bit O lớn để mô tả độ phức tạp của thuật toán, in ra tất cả các cái bit, chuỗi bit độ dài N. 2 mũ N, đúng rồi. Tại vì mỗi N nha, mỗi trạng thái này là mấy các bạn? Không hoặc gì? Không hoặc 1. Vậy là cái này sẽ là 2 đúng nha. Cái này sẽ là 2, cái này sẽ là 2 đúng nha. Thì các bạn nhân các cái số 2 này lại đó, thì các bạn thấy là cái độ phức tạp của chúng ta là 2 mũ N đó. Rồi, bây giờ xem cái ô lớn là gì nha, của cái hàm này nè. Cái câu đúng của mình nó sẽ là cái gì các bạn nha? X mũ 3 đúng rồi các bạn. Người ta nói là O X mũ 5 được không ta? Được không? Nó chỉ bé không bằng thôi mà. Dĩ nhiên cái đó có, nhưng mà nó không đáng giá lắm. Cái chặng trên của nó là X mũ 5. Thì một cái thằng bé không bằng X mũ 3 thì chặng trên của nó cũng là X mũ 5 thôi. Nhưng mà nó không có đáng giá, nó không có giá trị lắm. Thường người ta ước lượng trên thì người ta muốn là nó phải sát ngay cái chỗ trên đó. Thì thường trong những cái câu trả lời, ví dụ có thêm cái option này nữa các bạn nè, thì thường các bạn chọn cái best answer đó các bạn. Nói đúng cái này cũng đúng, cái này cũng đúng, nhưng mà cái này là cái đúng nhất, nó có ý nghĩa hơn. Bao nhiêu thời gian xảy ra để giải quyết cái bài toán này? Sử dụng chặng này cái so sánh bit, mỗi cái toán tử yêu cầu 1 mili giây. Cái này các bạn phải lấy máy, các bạn bấm rồi 200 đúng không ta? Sau là 2 mũ mấy? 2 mũ 10 là 1024 chứ hả? 1024. Vậy là 1224 mili giây. Cái câu này để hỏi chúng ta phân tích ra thừa số nguyên tố, tức là 2 lần 7 đúng nha, nhân thêm 11, nhân thêm 13, được chưa? Tức là các bạn phải chia cho những số nguyên tố. Ví dụ 60 nha, các bạn chia cho 2 thì được nè, hết nè, 30 chia cho 2 hết không? Hết thì cứ chia 15 chia cho 2, không được. Bắt đầu các bạn 15 chia cho mấy? Chia cho 3, ok lấy nha, cái nào ok thì lấy. Chia 3 không được thì các bạn chia cho mấy? Chia cho 4 không được thì thôi. Các bạn chia cho 5, ok. 2 mũ 2 nhân cho 3 nhân cho 5. Số âm mà chia sao các bạn nhờ? Dương, tức là 88 chia cho 13, 6 ạ? Dương 10 đúng không? Dương 10 mà cái số này số âm thì cái này dương 10 này các bạn phải chuyển thành mấy? 13 trừ 10, tức là kết quả dương là 3. Và cái thương là bằng mấy? Trừ số cộng 1. Câu B hả? À, câu này được. Cộng cho 3 thì cái này các bạn nhẩm trong miệng thôi. M, N, O, B, đúng nha. Thì là hai phương án này rất là giống nhau nè. Thì các bạn chỉ cần coi thì cái chữ Y grad nó là cái gì? À, Y, Z, rồi tới A. Đúng rồi, đếm ngược lại tới B. Thì các bạn đếm cho đủ 3 thằng và cái thằng thứ 3 thì các bạn lấy, được không nha? Thì cái chỗ này là đáp án đúng là B. Nếu người ta cho cái non thì các bạn phải làm cho hết nhé, phải không đó? Còn không thì các bạn phải dừng ở đây, được chưa? Mà hóa xe xa đơn giản là cộng 3. Thế sao là cái người đầu tiên nghĩ ra cách mã hóa? Ông này là một cái hoàng đế La Mã, một cái bậc thầy về quân sự đó các bạn. Hồi đó ông cộng 3, nhưng bây giờ thì lộ rồi, người ta cộng với cái gì đó bất kỳ. He need help. N-O-B Quy đúng không ta? Hình như có một đáp án. Cái bộ nhớ của máy tính nó chỉ có từ 0 cho đến mấy? 29. Bây giờ sử dụng một cái hàm băm H, lấy x cộng 5 modulo cho 70 để xác định vị trí của những cái thằng này xuất hiện. Có nghĩa là gì? Trong cái bảng băm, các bạn học trong bảng băm á, thì bảng băm chúng ta sẽ lưu theo cái thứ tự là 29. Thì cái hàm modulo á, thường nó được sử dụng để nó băm tìm kiếm dữ liệu cho nhanh. Bây giờ các bạn cho một cái thằng x xì nào đó vào ngán, thì chúng ta đơn giản chúng ta chỉ cộng cho 5 và chúng ta modulo, được không? Cái này không đúng nè, bởi vì RCD phải là cái chung và là cái gì các bạn? Chung một cái bé đó nha, cái này sai rồi. Chung là ước chung lớn nhất. Một cái số này, cái số này nó có chứa số này không các bạn? Có. Vậy thì cái đúng của cái này nó phải là mấy? 12 dây thừa mới đúng.
Thì cái này mà đổi xuống cái này là 12 giây thừa mới đúng nè. Ủa cái này có không? Vậy thì đây đúng rồi. Được chưa? Bây giờ hỏi về một số cái hàm để quy để tính giây thừa. Các bạn cẩn thận, trong những cái định nghĩa để quy thì nó có hai trường hợp, một trường hợp nêu và trường hợp để quy, trường hợp phân rã. Thì cái nào đúng các bạn nhỉ? N bằng 0 thì vì tâm mấy? 1 là N trừ 1 giây thừa nhân cho N. Có lý nhỉ? N bằng 0 thì vì tâm 1, cái này dấu cộng là sai rồi nè. Đúng không? Nếu N bằng 0 thì vì tâm 0 là sai, bởi vì 0 giây thừa chúng ta định nghĩa là bằng 0. Cái này không đúng, cái này cũng không đúng. Vậy đáp án đúng trong trường hợp này chúng ta là gì các bạn? Là A, được chưa? Ok. Ok, hôm trước mình có làm cái chứng minh, cái này hay, cái chứng minh này có nhiều cách chứng minh đó các bạn. Cho định nghĩa để quy của cái hàm này, như là các bạn phải làm ngược, người ta cho cái từng bên và các bạn phải làm cái ngược lại. Thì cái chỗ này có lý nè, cái chỗ này có lý nè. Như cái sau cùng quyết định các bạn, F0 bằng mấy? F0 là 310 bằng 1, cái này bằng 5, chứ là F0 bằng mấy các bạn? F0 bằng 5, người ta hỏi về định nghĩa để quy thôi. Đâu có khó khăn lắm. Vậy là ở đây chúng ta được là 141, được chưa? Một cái tập hợp S được định nghĩa một cách để quy như thế này, không là thuộc S. Và cái bước để quy là gì? Nếu A thuộc S thì A cộng 3 cũng thuộc S và A cộng 5 cũng thuộc S. Có nghĩa là gì các bạn nhỉ? 0 xong tới mấy? 3 xong tới mấy? 5. Được không? Có 8 không các bạn? Có không? Có 13 đúng nha. Và so on. Bây giờ xác định S mà giao cho cái tập này. Tập này là gồm những số là gì các bạn? Lớn hơn 0 và bé hơn 10. Thì các bạn chỉ còn lại gì thôi nha. 3, 5, thằng 3 trong này thì cộng 3 nó cùng ở trong này, nhầm. Tức là 3 cộng 3 nó bằng 6. 6 cộng 3 bằng 9. Có 6, có cả 8 và có cả 9, đúng rồi. Cái Y là định nghĩa về gì các bạn nhỉ? Bauer. Bauer thì đơn giản rồi, phải không? X mũ N là cộng 1 bằng X mũ N. Ủa? Bauer là phép nhân hay phép cộng các bạn? Phép nhân mà. Thì cái dấu này dấu cộng là sai mất tiêu rồi chứ nhỉ. B mũ N modulo M. Các bạn còn nhớ có một cái định lý rất hay. Các bạn có A nè, cái B nè, modulo M nè, thì nó sẽ bằng gì các bạn nhỉ? A modulo M gì nữa ta? Cộng B modulo M. Xong làm sao? Tất cả modulo cho M. Ở đây phép nhân điều đó bằng không đúng các bạn nhé. Cái công thức này là chính là một cái công thức chia điều trị rất là tốt các bạn nhé. Cái modulo, cái này rất là dễ đạt số nè các bạn. Thì không ta, rất là dễ đạt. Nhưng mà cái này thì nó nhỏ hơn, cái này nó nhỏ hơn. Cái này là sai, cái chỗ này nè. Cái chỗ này sai nè. Là hay phải không? Cái công ty có hai người, Sanchez và Bate rồi. Thêm một cái phòng trong một cái khách sạn với 12 văn phòng. Có bao nhiêu cách để gán? Các bạn rất dễ lộn giữa 12 mũ 2 và 2 mũ 12. Hay là 2 nhân 12. Các bạn phải xem thử là cái task của mình nó được chia ra như thế nào. Đúng là gì? Tức là cái nhiệm vụ của bạn đó, các bạn sẽ chia ra làm hai nhiệm vụ nè, được không? Các bạn thường các bạn liên tưởng như vậy thì nó sẽ rất là không có, nó không gây nhầm lẫn. Được không? Đó, lại các bạn xem thử coi. Cái câu này liên quan đến bài toán đếm các bạn. Từ 5 đến 7 có nghĩa là sao? Hoặc là 5, hoặc là 6, hoặc là nguyên tắc cộng, đúng rồi. Hoặc là 5, hoặc là 6, hoặc là 7 là nguyên tắc cộng. Bây giờ chúng ta đếm xem thử 5 nó có bao nhiêu hàng là coi như xong, đúng nhỉ? Bây giờ 5 thì sao? Mỗi cái ký tự là một cái uppercase hoặc là một cái digit hả? Rồi, ok. Must work phải chứa ít nhất một cái digit, phải không? Chứa ít nhất một cái digit. Vậy là 5 thì sao các bạn nhỉ? 5 thì 1, 2, 3, 4, 5, đúng không? Cái này bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu trường hợp? 26 là ký tự hoặc là 10 cái digit. Thì là nó tới mấy? 36. Rồi theo quy tắc nhanh của chúng ta nó phải làm sao các bạn? 36 mũ 5 nghĩa là gì các bạn nhỉ? Tất cả những cái password bộ dày 5, được chưa? Bây giờ người ta nói là gì? Nó phải chứa ít nhất một chữ số. Ít nhất một chữ số có nghĩa là sao các bạn? Ít nhất một có nghĩa là sao? Vậy là một chữ số hoặc là hai chữ số. Cái này chữ số cũng được, cái này chữ số cũng được, cái này chữ số cũng được, cái này cũng được, cũng được. Hoặc là cả hai. Thì các bạn sẽ đếm cái phần mà không có digit luôn các bạn nhỉ?
không có digit nào ấy, không có cái chữ số nào hết đó, là nhiều, không có cái chữ số nào luôn nghe. Nó chính là phần bù. Tức là không có chữ số nào thì nó còn mấy? Không có digit nào, có nghĩa là cái này cũng không được là digit, cái này cũng không được phép. Không được phép là digit. Vậy là 26 cũng mấy các bạn? 26 cũng 5. Được chưa ta? Không được phép là digit. Vậy là 26 cũng 5. Vậy là các bạn thấy là cái vùng này chúng ta là bằng mấy? 36 cũng 5 trừ cho 26 cũng 5. Vậy là trong câu này các bạn dùng quy tắc gì đấy nhà? Quy tắc cộng, quy tắc cộng, quy tắc nhân, quy tắc bù. Vậy không ta? Dùng cái bốn quy tắc. Vậy đáp án đúng trong trường hợp này là ok. Cái này là bắt đầu bằng 0. Cái phần này là có bit 1 ở vị trí 4, vị trí 5, vị trí 6. Vậy cái phần 7 là trống đúng nhà, thằng 8 là trống đúng nhà, thằng đầu là trống chứ. Thằng bit đầu trống, thằng bit 2 trống, thằng bit 3 trống. Nó fit 3 bit rồi thì còn lại là 5, được không? Cái này bắt đầu bằng 0 thì còn mấy các bạn? Còn mấy? Còn 6 đúng nhà. Còn 6 tức là 2 mũ mấy? 2 mũ 6 mà còn 5 tức là 2 mũ mấy? 2 mũ 5. Nhưng mà cái phần 2 mũ 6 đó, mà các bạn đếm cái phần 2 mũ 6 đó các bạn, thì nó sẽ trùng với cái phần 2 mũ 5 các bạn nha. Cái phần 2 mũ 6 á, nó sẽ trùng với cái phần 2 mũ 5. Ví dụ đây, cái phần 2 mũ 5 đây này các bạn, cái phần bên này nè, thì nó sẽ trùng cái phần này 2 lần. Cho đó các bạn phải đếm cái này 2 lần đúng nha. Thì là kết quả cuối cùng là 2 mũ 6 cộng cho gì các bạn nha? 2 mũ 5 trừ cho cái phần chung á các bạn. Cái phần chung này là bao nhiêu nè? Các bạn phải biết được cái phần chung này là bao nhiêu nè. Phần chung này là bao nhiêu các bạn? Cái này nó fit 2 rồi. Cái này nó fit 2, bên này nó fit mấy nữa? Fit 3 nữa, là 5 rồi. Thì chỗ này còn có 3 bit thôi chứ. Đúng không? Đúng rồi, vậy là trừ cho 2 mũ 3. Bắt đầu với 1 thì còn mấy các bạn à? Kết thúc với 0 thì còn lại mấy? 2 mũ 6 chứ. Và bắt đầu với 1 để là either or. Có thể người ta hỏi là neither nor đó các bạn. Thì là trong cái vùng 2 mũ 7 nè và cái vùng 2 mũ 6 nè. Fit cái này là 1, fit cái này là 2 không nữa là 3 đúng nha. Vậy còn 5. Either or là cái vùng này. Có thể người ta cho cái vùng này nè. Nếu người ta hỏi là neither nor ngán thì lúc đó các bạn phải trả lời là cái vùng ở trong này nè. Các bạn phải lấy cái n này các bạn trừ cái đáp số đó của mình. Tức là dùng theo nguyên tắc bù nữa. Đáp án đúng ở đây là 550. 243 người là làm gì? Làm marketing. 292 người là làm gì? Làm kế toán. Vậy là cái này là 243 nè, biết rồi. Tương tự đó các bạn, bài toán nó khác nhưng mà cái cách thức, cái phương pháp làm như nhau. Cái ở giữa là nhiều, 73 người là làm được cả hai trong cái này. Người ta hỏi là neither nor, có nghĩa là các bạn phải lấy 550 trừ cho 243 cộng cho, đúng rồi, 292 trừ cho 73, đúng 8 nè. Chúng ta phải chọn đủ 4 người. Mỗi người có bao nhiêu cách thì thôi. Ok, vậy là phép nhân. Có bao nhiêu cạnh trong cái đồ thị can? Đầy đủ nghĩa là gì? Nếu mà tôi đứng đây thì tôi có thể nối với bao nhiêu thành còn lại? Tất cả tức là N. N trừ 1. Nếu là tôi thì tôi nối N trừ 1. Có bao nhiêu người như tôi vậy? N. Vậy là kết quả là N nhân cho N trừ 1. Tuy nhiên tôi nối với cái anh kia, cái âm thứ N nào đó thì cũng âm thứ N đó cũng lại nối với tôi, đúng nha. Vậy cái này nó sẽ trùng, đúng không ta? Cứ hai cạnh nó trùng lần, các bạn phải chia cho đó. Do đó các bạn phải về mà nắm được các cái đồ thị đặc biệt nhé. Nếu không có nó thì chúng ta không biết được các cái đồ thị đặc biệt thì chúng ta không biết cách nào trả lời hết. Nhiều khi là N nhân N trừ 1 chia cho 2 đúng nha. Đồ thị nào có chương trình Euler? Chương trình Euler thì mọi đỉnh đều phải mặt trăng. Vậy là mấy? Là lưỡng phân các bạn nha. Lưỡng phân có nghĩa là vẽ theo hai màu đó. Cái này xanh thì cái kia phải đỏ, cái kia đỏ thì cái này xanh thì kia đỏ, đỏ thì cái này xanh. Hai cái xanh không nối với nhau được các bạn nha. Lưỡng phân mà cái đồ thị nó phải chia, không có cạnh nối giữa. Giữa một phía. Bên này nam thì nối bên kia nữ thôi, chứ không có nữ nối với nữ mà nam nối với nam. C5 là toi rồi đúng nha. K5 có toi không? K5 nó có rất nhiều cạnh các bạn. Complex mà, nó có rất nhiều cạnh, do đó khả năng xung đột các bạn nha. C6 C6 là không các bạn? Đúng rồi, tự nhiên chui vô thằng nữa thì mọi việc đều giải quyết. Ok. V4
bánh xe. Tại cái bánh xe nó có cái ở giữa nó nối với tất cả những thằng còn lại. Do đó nó phải là một phía và tất cả cái đám kia một phía. Nhưng mà cái đám kia thì phải có xanh có đỏ chứ. Thì nếu nó là xanh thì nó phải đụng với một cái thằng xanh nào đó. Nếu nó là đỏ thì nó phải đụng với thằng đỏ nào. Không được, bánh xe. C6, ok. Length là gì các bạn? Độ dài các bạn nha. Khi chúng ta nói độ dài tức là số đoạn nha, chứ không phải là tổng số nha. Weighted là tổng số. Có bộ độ dài bao nhiêu? K15 tức là nó có nhiều nút các bạn? 15 nút, đúng không? K15 có chương trình hàng le không? K15 là hình bằng mấy? 14. Chỉnh nào cũng bằng 14 hết chúng ta. Thì là có chương trình hàng le chứ. Thì KN phải có bao nhiêu cả? Đúng rồi. 15 x 14 chia 2 tức là 15 x 7 để có số 5 lần cuối cùng, đúng nha. Ok. Rồi, cái này thì dễ ăn quá rồi. Tổng bậc của tất cả các cái đỉnh thì đếm 2, đúng rồi. Thì cái này đếm mấy? 2. Cái này 3 nữa, 7. Cái này là 2. Cái này là mấy? 3. Thực ra các bạn đừng có đi làm, các bạn nhìn vào đây tổng bậc nó phải là số gì? Chẳng thì đừng có ngồi đếm cho mày. Có số chẳng nào đâu. Chứ người ta cho một tỷ lẻ một cạnh, các bạn ngồi đến 1 tỷ lẻ 1 cả. Mình biết những cái định lý, những cái tính chất gì đó thì nó giúp mình tốt hơn. Các bạn thấy ích lợi của cái việc học toán ở cái chỗ đó, chứ không phải mình cái gì hài hục mình làm. K37 là cái đồ thị hai phía các bạn nha. Phía bên này là 3 nhé, bên 3 bên 7 nhé. Complete có nghĩa là đầy đủ. Với thằng này không, các bạn thấy là có mấy 7 rồi. Thì cái thằng thứ 3 này các bạn cũng có thêm 7 nữa. Tức là 21 cạnh và 10 định. Vậy là cái cây này có 100 nút mà có 50 lá, 50 nút trăm thì... Một cái cây full á, tức là M array, M phân đất, M nhánh á, có K nút trăm thì sẽ có K nhân cho M cộng cho 1 nút, nhớ không ta? Phải không? Cái cây này có 50 lá, mà tổng cộng là 100 nút, vậy thì là 50 nút trăm. 50 nút trăm thì nó phải là, các bạn suy ngược ra lại, nó phải là 101 nút phi lấy. Và chứng minh bằng chứng là phi lấy.